công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Dạ Thảo Liên, được thành lập năm 2015, chuyên sản xuất dòng sản phẩm tinh dầu đặc trị các bệnh răng miệng. Công ty Dạ Thảo Liên tổ chức chương trình tặng quà tri ân và dành tặng 50 suất trải nghiệm miễn phí dòng sản phẩm tinh dầu đặc trị các bệnh răng miệng mang thương hiệu Dạ Thảo Liên. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ thảo dược có sẵn trong thiên nhiên như trầu không, trà xanh, hương nhu, bạc hà. Đến với Dạ Thảo Liên, chất lượng và sức khỏe luôn được quan tâm hàng đầu. Dạ Thảo Liên, trao hạnh phúc, chọn niềm tin. Theo con số thống kê mới nhất của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thì có đến 90% dân số gặp các vấn đề về răng miệng, trong đó chủ yếu là sâu răng, viêm lợi, túi mủ quanh răng và mất răng. Nhưng điều đáng nói là không nhiều người quan tâm chú ý đến việc chăm sóc răng miệng cho mình khi mắc các bệnh này. Một số nghiên cứu cho thấy vi khuẩn gây viêm nha chu có thể xâm nhập vào máu thông qua mô nướu, ảnh hưởng đến tim, phổi và các bộ phận khác của cơ thể. Được biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người mắc bệnh răng miệng là kiến thức hạn chế. Nhiều người chỉ đánh răng một lần sau khi thức dậy. Thói quen này khiến một số trẻ mới thay răng vài năm đã bị tình trạng răng sâu đến 5-6 chiếc. Bên cạnh đó, người dân không kiểm tra sức khỏe răng miệng thường xuyên và không có kiến thức chăm sóc răng miệng. Trong các bệnh về răng, viêm nha chu được xem là căn bệnh răng miệng nguy hiểm nhất. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, căn bệnh này có thể gây ra những biến chứng khôn lường như tổn thương răng vĩnh viễn. Thậm chí một số nghiên cứu cho thấy vi khuẩn gây viêm nha chu có thể xâm nhập vào máu thông qua mô nướu, ảnh hưởng đến tim, phổi và các bộ phận khác của cơ thể. Nhiều nghiên cứu cũng phát hiện viêm nha chu có thể liên quan đến bệnh hô hấp, viêm khớp dạng thấp, động mạch vành hoặc đột quỵ. Sản phẩm tinh dầu gia truyền Dạ Thảo Liên đặc trị các bệnh răng miệng như sâu răng, sún răng, hôi miệng, nhiệt miệng, chảy máu chân răng, viêm họng, viêm amidan với các thành phần từ thảo dược như trầu không, trà xanh có tác dụng giảm sưng, giảm đau, kháng viêm, kháng nấm, hiệu quả 100%. Đối với các bệnh sâu răng, sún răng, viêm loét miệng lưỡi, nhiệt miệng, nấm miệng, lợi trùn, viêm lợi, chảy máu chân răng, cách sử dụng như sau. Bước 1, sau khi làm ướt bàn chải đã có sẵn kem đánh răng, nhỏ một giọt tinh dầu lên bàn chải và đánh răng từ 2 đến 3 phút. Đánh nhẹ nhàng, khi đó tinh dầu sẽ trộn với kem đánh răng và nước, làm sạch khoang miệng đến từng ngóc ngách. Bước 2, dùng nạo lưỡi làm sạch khoang lưỡi, nhỏ một giọt tinh dầu vào 20ml nước dùng để súc miệng từ 2 đến 3 phút. Bước 3, nhỏ một giọt tinh dầu vào chỗ răng bị sâu hay nhiệt miệng, nấm, lợi chùm, viêm lợi, chảy máu chân răng. Tùy vào cơ địa từng người sẽ khỏi sau từ 1 đến 5 ngày. Đối với các trường hợp viêm họng hàm, viêm amidan, làm theo các bước sau. Sau 3 bước, đánh răng, nạo lưỡi, súc miệng, ta làm thêm 2 bước nữa. Nhỏ một giọt tinh dầu vào đầu lưỡi, ngậm và nuốt từ từ, sao cho tinh dầu như được bôi một lớp vào họng. Cuối cùng, ta nhỏ tiếp một giọt vào lòng bàn tay và xoa vào cổ họng ở bên ngoài theo chiều từ trên xuống. Ngoài tác dụng điều trị các bệnh sâu răng, hôi miệng, nhiệt miệng, tinh dầu còn có tác dụng trị côn trùng đốt, nấm ngứa, đô la rất hiệu quả. Thưa quý vị, răng miệng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe con người. Là bộ phận đầu tiên của hệ thống tiêu hóa, có vai trò đảm nhiệm nhai và nghiền thức ăn, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ở người có hàm răng khỏe mạnh, ăn nhai kỹ còn giúp ngon miệng, làm tiêu hóa hấp thụ thức ăn dễ dàng và tốt hơn. Tuy nhiên thì tại Việt Nam vẫn còn nhiều người dân chưa quan tâm đến sức khỏe răng miệng. Để giúp người dân có được thêm kiến thức về sức khỏe răng miệng, nhiều năm qua Viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới nhằm trang bị cho cộng đồng nhiều kiến thức về chăm sóc răng miệng. Cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe lời khuyên của giáo sư tiến sĩ Trịnh Đình Hải, Giám đốc Viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội về những hoạt động hưởng ứng Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới năm nay. Các cái điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc thì chúng tôi ghi nhận là cái tình trạng sức khỏe răng miệng của trẻ em và cộng đồng cũng là khá cao. Trên 80% trẻ em có sâu răng và trên 80% là người dân Việt Nam có các vấn đề về viêm lợi, viêm quanh răng và cũng có một cái tỷ lệ khá cao người mất răng và cũng một cái tỷ lệ rất là cao trẻ em thanh thiếu niên là có lệch lạc răng. Nếu mà muốn có hàm răng đẹp thì cần phải điều chỉnh, nắn chỉnh. Sâu răng
Và viêm lợi, viêm quanh răng mà nếu như không được điều trị thì nó sẽ là những cái ổ nhiễm khuẩn tiềm tàng ở trong khoang miệng và ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân. Nhiều bệnh nội khoa toàn thân là cũng bắt đầu bắt nguồn từ các ổ viêm nhiễm trong khoang miệng, như là các bệnh viêm cầu thận, viêm nội tâm mạc, viêm khớp, vân vân, là nó cũng xuất phát từ các ổ nhiễm khuẩn ở trong tai mũi họng, trong khoang miệng mà nếu như không được điều trị. Hai nữa là nếu mà các cái bệnh lý về răng mà không được điều trị thì dẫn tới mất răng. Mất răng thì ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể, rồi ảnh hưởng cả đến thẩm mỹ nữa. Cái nguyên nhân của sâu răng thì là có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nhận thức cũng là một trong các cái yếu tố tạo nên cái tỷ lệ cao. Cái nguyên nhân thứ nhất là cái mức độ mà tiêu thụ đường ở Việt Nam là gia tăng. Trong mấy thập niên vừa qua thì cái mức độ tiêu thụ đường ở tầm quốc gia là trung bình trên một người trong một năm là tăng rất là nhanh. Thế mà cái mức độ tiêu thụ đường nó liên quan mật thiết tới bệnh lý sâu răng. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là các cái chất vi lượng, floor trong cái nguồn nước ăn là nó thiếu, cho nên là cần phải bổ sung cái floor, cái yếu tố vi lượng để cho nó góp phần làm cái men răng nó bền vững hơn, trơ hơn cho cái môi trường mà acid. Và cái thứ ba nữa là có một cái bộ phận cộng đồng chưa quan tâm tới chăm sóc răng miệng, như là không có thói quen đi khám răng miệng định kỳ, không có chải răng đúng kỹ thuật, hoặc là có khi còn lơ là trong cái việc chải răng, kiểm soát mảng bám răng. Thế mà nếu như kiểm soát mảng bám răng thì mình có thể được dự phòng được cả sâu răng lẫn viêm lợi, viêm quanh răng. Nó cũng xuất phát từ cái thực tiễn, tức là cái tỷ lệ mà người Việt Nam có các bệnh răng miệng rất là cao. Dân số nước ta là trên 90 triệu người thì cũng phải có trên 80 triệu người có vấn đề về răng miệng, có thể là sâu răng, có thể là viêm lợi, có thể là mất răng, có thể là lệch lạc răng, vân vân. Nếu như mà toàn bộ cái đội ngũ mà bác sĩ trong ngành răng mặt cả nước mà tập trung vào chữa trị thì cũng không được bao nhiêu cả. Thế chính vì vậy mà phải có cái tuyên truyền dự phòng cho cộng đồng. Thì chính vì vậy mà hàng năm chúng tôi lấy cái ngày sức khỏe răng miệng thế giới là ngày 20 tháng 3 mà do Liên đoàn Nha khoa Thế giới phát động để làm mở một cái chiến dịch tuyên truyền chăm sóc răng miệng, dự phòng các bệnh răng miệng cho trẻ em và cộng đồng, cũng có cái mong muốn là toàn bộ cộng đồng quan tâm tới răng miệng của mình, hãy hành động để mà nâng cao cái sức khỏe răng miệng cho bản thân và cho cộng đồng. Cho nên là chúng tôi ưu tiên quan tâm hơn tới lứa tuổi trẻ em, đặc biệt là trẻ em học đường, là cái lứa tuổi mà bắt đầu có cái hàm răng, có cái mọc cái thay cái răng vĩnh viễn. Thế mà nếu như các em mà chăm sóc dự phòng được tốt thì các em hoàn toàn có thể giữ lại hàm răng tốt suốt đời. Một là phải kiểm soát được mảng bám răng. Muốn kiểm soát được mảng bám răng thì phải chải răng đều đặn ít nhất là mỗi ngày 2 lần, trong đó có 1 lần vào buổi tối trước lúc đi ngủ. Và chải răng là làm sao mà kiểm soát làm sạch được tất cả các bề mặt răng. Và cái khuyến cáo thứ hai nữa là nên đi khám định kỳ, kiểm tra răng miệng hàng năm, ít nhất là hàng năm 1 lần. Thì nếu như phát hiện có vấn đề gì thì điều trị sớm ở ngay đoạn đầu thì rất là đơn giản và hiệu quả rất là cao. Mà nếu mà mỗi một người dân, mỗi một trẻ em mà làm được như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể giữ được hàm răng tốt suốt đời và góp phần cải thiện giống nòi. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Dạ Thảo Liên được thành lập năm 2015, chuyên sản xuất dòng sản phẩm tinh dầu đặc trị các bệnh răng miệng. Công ty Dạ Thảo Liên tổ chức chương trình tặng quà tri ân và dành tặng 50 suất trải nghiệm miễn phí dòng sản phẩm tinh dầu đặc trị các bệnh răng miệng mang thương hiệu Dạ Thảo Liên. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ thảo dược có sẵn trong thiên nhiên như trầu không, trà xanh, hương nhu, bạc hà. Đến với Dạ Thảo Liên, chất lượng và sức khỏe luôn được quan tâm hàng đầu. Dạ Thảo Liên, trao hạnh phúc, chọn niềm tin. Sản phẩm tinh dầu gia truyền Dạ Thảo Liên đặc trị các bệnh răng miệng như sâu răng, sún răng, hôi miệng, nhiệt miệng, chảy máu chân răng, viêm họng, viêm amidan,
với các thành phần từ thảo dược như trầu không, trà xanh có tác dụng giảm sưng, giảm đau, kháng viêm, kháng nấm, hiệu quả 100%. Đối với các bệnh sâu răng, sún răng, viêm loét miệng lưỡi, nhiệt miệng, nấm miệng, lợi trùng, viêm lợi, chảy máu chân răng, cách sử dụng như sau. Bước 1, sau khi làm ướt bàn chải đã có sẵn kem đánh răng, nhỏ một giọt tinh dầu lên bàn chải và đánh răng từ 2 đến 3 phút. Đánh nhẹ nhàng, khi đó tinh dầu sẽ trộn với kem đánh răng và nước, làm sạch khoang miệng đến từng ngóc ngách. Bước 2, dùng nạo lưỡi làm sạch khoang lưỡi, nhỏ một giọt tinh dầu vào 20ml nước dùng để súc miệng từ 2 đến 3 phút. Bước 3, nhỏ một giọt tinh dầu vào chỗ răng bị sâu hay nhiệt miệng, nấm, lợi trùng, viêm lợi, chảy máu chân răng. Tùy vào cơ địa từng người sẽ khỏi sau từ 1 đến 5 ngày. Đối với các trường hợp viêm họng hàm, viêm amidan, làm theo các bước sau. Sau 3 bước, đánh răng, nạo lưỡi, súc miệng, ta làm thêm 2 bước nữa. Nhỏ một giọt tinh dầu vào đầu lưỡi, ngậm và nuốt từ từ, sao cho tinh dầu như được bôi một lớp vào họng. Cuối cùng, ta nhỏ tiếp một giọt vào lòng bàn tay và xoa vào cổ họng ở bên ngoài theo chiều từ trên xuống. Ngoài tác dụng điều trị các bệnh sâu răng, hôi miệng, nhiệt miệng, tinh dầu còn có tác dụng trị côn trùng đốt, nấm ngứa, đô la rất hiệu quả. Bạn hay gia đình đang gặp các vấn đề liên quan đến răng miệng, hãy ghé qua ngay chỗ chúng tôi để được tư vấn trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí, đảm bảo chữ tín quý hơn vàng. Đến với Dạ Thảo Liên, chất lượng và sức khỏe luôn được quan tâm hàng đầu. Và sau đây là một trong số những phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Chiên, ở thôn Túc Bắc, xã Phong Châu. Thì vợ chồng tôi là rứt răng, chảy máu chân răng, với lại chồng tôi là nhiệt miệng ở lưỡi đấy. Thế trong quá trình thuốc đây thuốc đó cũng không khỏi. Trong quá trình cháu nó giới thiệu sản phẩm này thì gia đình tôi dùng được một tuần nay rồi, thì tôi thấy mút răng, chân răng với lại chảy máu răng là tôi chấm dứt. Thế mà chồng tôi là lỡ lưỡi, nhiệt miệng là đã khỏi hẳn rồi. Nhà tôi dùng giờ dùng cả nhà, dùng trong cả nhà với mẹ chồng tôi là rứt toàn bộ hàm răng. Thế nhưng mà mẹ chồng tôi là dùng là đến nay đã khỏi rồi và chẳng được gì. Thế nên là tôi khuyên mọi người, ai có bệnh tình là lỡ lưỡi này, chảy máu chân răng, nhiệt miệng này, sâu răng này, đặc trị là sâu răng, thế là tôi bảo các bà là nên dùng cái sản phẩm này vì nó dùng rất thích hợp mà không ấy mà rẻ tiền. Thế nên là ai có bệnh như tôi nói trên là nên dùng, khuyên dùng. Và mà dùng cái này là dùng được cả trong mọi lứa tuổi mà cả nhà đều dùng. Xin chào tất cả mọi người, tên tôi là Phạm Thị Xuân, năm nay tôi 68 tuổi, là giáo viên tiểu học nghỉ hưu của thành phố Thái Bình. Sau khi nghỉ hưu được vài năm thì tôi cảm thấy mình có một cái bệnh là răng miệng và môi, chân răng thì chảy máu, thường là bị tê mút chân răng, lợi co lại. Thế đến khi tôi được con cháu giới thiệu sản phẩm của công ty Dạ Thảo Liên, dược phẩm Dạ Thảo Liên này dùng rất là tốt, tôi mới dùng được 5-7 ngày. Hiện nay tôi đã thấy cảm thấy miệng mình khoan khoái, dễ chịu và thông thoáng. Trong khi đó, những đêm nằm trong điều hòa, tôi thấy mình còn có những lúc mà viêm họng khó chịu, tôi chỉ cần nhỏ một giọt vào đầu lưỡi là tôi cảm thấy mình đã thấy thoải mái, dễ chịu. Công ty Dạ Thảo Liên này, tinh dầu Dạ Thảo Liên này được trị được rất nhiều bệnh về răng miệng và họng. Thì xin tất cả các bạn có bệnh như tôi, xin dùng sản phẩm này rất là có hiệu nghiệm và có kết quả rất là cao. Xin chào tạm biệt. Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phạm Dung. Thì hôm nay mình làm một cái video ngắn này là để chia sẻ cho tất cả các bạn biết về một cái sản phẩm. Đó là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là ok đối với bản thân của mình. Thì trước đây mình bị viêm họng, mình bị hình như là cũng phải là 20 năm rồi.
thì cứ mỗi lần mà thời tiết thay đổi hay là mình đi ngang qua mình nghe cái mùi xăng hay mùi dầu gì của xe á, là ô nhiễm môi trường á, thì mình cũng bị viêm họng. Rồi mỗi lần mà mình uống nước đá mình cũng bị viêm họng. Cho nên là cái tình trạng này nó cứ đeo bám mình suốt khoảng thời gian rất là dài. Nhưng mà chưa bao giờ mình uống một viên thuốc tây hay là chưa bao giờ mình đi khám ở các nơi hay là bệnh viện. Đó, chưa bao giờ hết. Cho nên vô tình mình có lướt Facebook thì mình có gặp được một chị, và chị đã tư vấn cho mình và giới thiệu cho mình cái chai thuốc tinh dầu đặc trị sâu răng không miệng của dạ thảo liên. Và đây là cái chai tinh dầu đặc trị sâu răng không miệng của dạ thảo liên. Hiện tại bây giờ mình đang sử dụng cho cả gia đình của mình. Con trai của mình là 2 tuổi rưỡi rồi thì cũng đang sử dụng cái chai tinh dầu này. Thì qua 4 ngày, mình sử dụng trong vòng 4 ngày thì cái cách sử dụng nó cũng rất là đơn giản. Mình sử dụng là mình chỉ cần nhỏ trực tiếp lên cái đầu lưỡi của mình và ngậm nút từ từ dần dần để cho cái tinh dầu này nó thẩm thấu và đi sâu vào cái cuống họng của mình. Mà một ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Thì sau 4 ngày đó mình đã thấy cái tình trạng này nó rất là thuyên giảm. Hầu như là mình đã trị dứt điểm cái cơn bị viêm họng của mình. Vì sau đó mình đã cũng có sử dụng là nước đá. Mình có uống nước đá hàng ngày để mình xem thử nó có bị lại không. Nhưng mà trong vòng những cái ngày đó thì mình đã sử dụng nước đá thì mình thấy cái tình trạng này nó không còn bị lại nữa. Mỗi lần mình uống nước đá xong rồi là mình thấy cái tình trạng hồi trước kia là mình uống nước đá là mỗi lần như vậy là mình bị rát cổ, khò khàn, khó chịu. Nhưng mà từ khi mình dùng cái chai tinh dầu này rồi là mình không còn có gặp những cái vấn đề đó nữa. Mình rất là vui, rất là mừng. Thì mình cũng cảm ơn cái chị đã giới thiệu cho mình cái chai tinh dầu này. Và mình mong muốn rằng những ai mà đang gặp phải cái tình trạng là bị viêm họng lâu năm như mình, hay là những ai đang gặp phải cái tình trạng mà viêm họng mới đây thôi, thì hãy tìm hiểu và mua ngay cái sản phẩm cái chai tinh dầu đặc trị sâu răng khỏi miệng của dạ thảo liên này để về dùng cho cả gia đình của mình. Vì cái chai tinh dầu này tuy nhỏ nhưng mà mình sử dụng cho cả gia đình của mình, các lứa tuổi như là trẻ thì từ 6 tháng tuổi trở lên, phụ nữ đang mang thai hoặc là đang cho con bú, hay là những ai đang điều trị cái thuốc khác đều sử dụng được hết. Cho nên là các bạn cứ yên tâm. Vì cái chai tinh dầu đặc trị sâu răng hoa miệng của dạ thảo liên á, nó được chiết xuất 100% từ thành phần thiên nhiên, gồm như là trầu không, hương nhu, cao, trà xanh và các tác dụng khác. Nó kháng nấm, kháng khuẩn, trị viêm rất là tốt. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, mình cam kết và mình đảm bảo các bạn rằng vì mình đã sử dụng cho mình và sử dụng cho con của mình. Đó, cho nên là mình mong muốn rằng các bạn sẽ tìm hiểu và mua ngay cái sản phẩm này để dùng cho cả gia đình mình, cũng như là thay thế cái thuốc kháng sinh, thuốc tây. Cho nên là mình cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.